Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi trong ngày hôm nay. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng Nga đánh vào kho dầu của Nga. Hãng tin AP cho biết các trực thăng đã tấn công vào một kho chứa dầu ở Belgorod trong nội địa của Nga, cách biên giới đối diện với Kharkiv của Ukraine khoảng 16 km. Lửa sáng rực bầu trời trong suốt ngày thứ Sáu mùng 1 tháng 4 cùng với những tiếng nổ rất lớn. Nga cáo buộc Ukraine đứng sau cuộc tấn công này cũng như vụ hỏa hoạn lớn mà cuộc tấn công đã gây ra. Nhưng trong cuộc họp báo hôm mùng 1 tháng 4, các sĩ quan trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã phủ nhận cáo buộc của Nga và khẳng định Ukraine không có liên quan. Video được đăng tải trên mạng xã hội hôm thứ Sáu cho thấy một cuộc tấn công bằng trực thăng và sau đó là một đám cháy lớn tại một cơ sở lưu trữ dầu được cho là Belgorod, Nga. Các báo cáo cho thấy cơ sở tiếp tục cháy trong ngày thứ Sáu. Hàng trăm lính cứu hỏa đã được điều động để chiến đấu với địa ngục kinh hoàng này, trong khi ngọn lửa bốc cao hàng chục mét trong không khí. Các video khác cho thấy các máy bay trực thăng được cả Ukraine và Nga sử dụng đang bay trong khu vực. Tổng thống khu vực Vyacheslav Klyachko cho biết hai máy bay trực thăng của Ukraine đã bay ở độ cao thấp và tấn công cơ sở ở thành phố Belgorod ở phía bắc biên giới và gây ra vụ nổ và cháy. Hai công nhân tại kho hàng đã bị thương, ông nói. Tuy nhiên, truyền thông Nga trích dẫn một tuyên bố của công ty dầu khí nhà nước Rosneft phủ nhận không có ai bị thương. Văn phòng thị trưởng Belgorod cho biết hơn 300 nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với ngọn lửa, sử dụng trực thăng và tàu chữa cháy đặc biệt. Klyachko cho biết ông đã gặp gỡ những cư dân được di tản từ nhà của họ đến một cơ sở thể thao gần đó. Ông cũng đăng ảnh về miệng núi lửa và các mảnh vỡ kim loại ở một vùng nông thôn, nơi ông cho biết các vụ nổ đã làm hỏng đường dây điện và làm vỡ cửa sổ. Theo thông tấn xã AP, đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên được báo cáo là đã xảy ra bên trong biên giới nước Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24 tháng 2, mặc dù không có gì ngoạn mục cho bằng cuộc tấn công này. AP ghi nhận rằng những người sử dụng mạng xã hội Nga đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi Ukraine có thể vượt qua các hệ thống phòng không của Nga, vì các báo cáo hàng ngày của Nga đều nhấn mạnh đến số lượng máy bay và trực thăng Ukraine bị bắn hạ. Họ cảm thấy kinh ngạc khi nhận ra Ukraine có nhiều máy bay và trực thăng đến mức bắn hoài vẫn còn hoài. Thủ tướng Scott Morrison cho biết Australia sẽ điều một số thiết giáp Bushmaster do Úc Đại Lợi sản xuất tới Ukraine sau lời kêu gọi công khai từ Tổng thống thời chiến của quốc gia này. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trực tiếp kêu gọi Úc Đại Lợi trợ giúp thiết giáp tối tân nhất của Úc trong khi phát biểu trước Quốc hội Úc thông qua liên kết video hôm thứ Năm, nói rằng những người chiến đấu chống lại cái ác phải được trang bị vũ khí. Ông Morrison sáng nay cho biết Úc Đại Lợi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông Zelensky. Thủ tướng nói, chúng ta không chỉ gửi lời cầu nguyện, chúng ta đang gửi súng, đạn dược, viện trợ nhân đạo, tất cả những thứ này, cả áo giáp của chúng ta. Chúng ta sẽ gửi xe bọc thép của chúng ta, cả những chiếc Bushmasters của chúng ta nữa, và chúng ta sẽ chuyên chở chúng tới đó trên những chiếc C-17 của chúng ta. Nhưng ông không cho biết bao nhiêu xe thiết giáp sẽ được gửi đi hoặc khi nào chúng sẽ được chuyên chở đến Âu Châu. Xác nhận của ông Morrison được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton cho biết Bộ Quốc phòng vẫn đang thảo luận về cách đưa những chiếc Bushmasters đến Ukraine càng sớm càng tốt. Chúng ta rất cởi mở với yêu cầu của Ukraine và tôi nghĩ về nguồn cảm hứng mà Tổng thống Zelensky đã cung cấp cho người dân của ông ấy và thế giới. Ông ấy đã đưa Âu Châu xích lại gần nhau theo cách mà trước chiến tranh không thể thực hiện được, ông Dutton nói vào sáng thứ Sáu. Phát biểu qua phiên dịch, ông Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí cũng như các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và những người ủng hộ nước này. Trên hết, chúng ta phải giữ cho những người đang chiến đấu chống lại cái ác này được trang bị vũ khí, ông nói. Ví dụ, các bạn có các thiết giáp rất tốt, Bushmasters, có thể giúp Ukraine về cơ bản
và các thiết bị khác có thể củng cố vị trí của chúng tôi về mặt vũ khí. Nếu các bạn có cơ hội chia sẻ điều này với chúng tôi sẽ rất biết ơn. Một số tàu sân bay quân nhân xếp hàng trên sa mạc. Bushmaster được sử dụng như một thiết giáp chở quân, phương tiện tuần tra, bệ triển khai vũ khí và xe cứu thương. Bushmaster là một thiết giáp tối tân do Úc chế tạo, đã được ca ngợi trên toàn cầu vì đã bảo vệ an toàn cho binh lính. Công ty Thales của Pháp sản xuất các thiết giáp này ở vùng Victoria. Ông Dutton nói, chúng tôi đang thực hiện công việc hậu cần về cách chúng tôi có thể đưa các Bushmasters đến đó với số lượng mà họ cần. Ông Dutton nói, ngay cả trên một trong những chiếc máy bay khổng lồ này, bạn có thể chỉ đặt 3, có thể 4. Vì vậy, chúng tôi đang xem xét những gì khác có sẵn ở Âu Châu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ các chính trị gia Australia sau bài phát biểu của ông trước Quốc hội. Thủ tướng Scott Morrison và thủ lĩnh đối lập Anthony Albanese từng phát biểu với ông Zelensky. Trong đó, ông Morrison tuyên bố hỗ trợ thêm 25 triệu đô la cho Ukraine. Ông Morrison nói với ông Zelensky, chúng tôi đứng về phía ông, thưa Tổng thống, và chúng tôi không đứng về phía tên tội phạm chiến tranh ở mặt tư khoa. Khi bạn đứng lên chống lại tên bạo chúa mới nhất này, bạn đang cho chúng tôi thấy lòng dũng cảm thực sự là gì, sự xuất chúng của bạn. Đó là sự can đảm được thể hiện bởi bạn, ông Albanese nói. Vua dầu mỏ Nga Khodorkovsky nói, Putin đã nhận thức được rằng giải pháp quân sự không đi đến đâu. Ông trùm dầu mỏ Nga đang lưu vong, Mikhail Khodorkovsky nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang mắc kẹt ở Ukraine và chỉ có hai lựa chọn trong tương lai. Khodorkovsky nói, để Putin trở nên nghiêm túc về những cuộc đàm phán này, ông ấy phải nhận ra rằng ông ấy đang mắc kẹt ở Ukraine. Hơn một tháng sau khi mặt tư khoa tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hiểu rằng không thể có giải pháp quân sự ở đây. Ông trùm dầu mỏ Nga lưu vong Mikhail Khodorkovsky nói với DW. Khodorkovsky, một nhà phê bình nổi tiếng về nhà lãnh đạo Nga, trước đó đã phải ngồi tù một thập kỷ ở Nga với cáo buộc được nhiều người coi là trả thù vì đã thách thức sự cai trị của Putin. Quân đội Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Putin tuyên bố rằng hoạt động này nhằm phi quân sự hóa và phi quốc xã hóa Ukraine và bảo vệ những người nói tiếng Nga trong nước. Nhưng với việc Nga không thể nhanh chóng chiếm đóng đất nước này do sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine và quân đội của họ đang sa lầy, mặt tư khoa gần đây đã tuyên bố thay đổi mục tiêu chiến tranh của mình, nói rằng họ sẽ tập trung vào việc giải phóng khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Khodorkovsky nói, Putin gặp khó khăn khi nói đến hoạt động quân sự, và nói thêm, Putin hiện có hai lựa chọn, hoặc là ông ấy leo thang mọi thứ, có nghĩa là huy động hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, hoặc ông ấy có thể ổn định tình hình và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình một cách nghiêm túc. Lập trường của phương Tây cần phải rõ ràng. Trong cuộc phỏng vấn với DW, Khodorkovsky cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của vị thế thống nhất của phương Tây. Ông nhấn mạnh, lập trường của phương Tây cần phải rõ ràng, nghĩa là hỗ trợ toàn diện cho Ukraine nếu cuộc chiến tiếp diễn và trong trường hợp Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác. Lập trường rõ ràng của phương Tây sẽ giúp Putin đưa ra quyết định đúng đắn. Kể từ khi mặt tư khoa bắt đầu gây hấn quân sự, phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Nga và bắt đầu cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong khi Mỹ và Anh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, một số ngân hàng của Nga đã bị trục xuất khỏi hệ thống liên ngân hàng SWIFT. Tuy nhiên, nhiều nước Âu Châu như Đức phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga để cung cấp năng lượng cho các gia cư và ngành công nghiệp của họ. Vì vậy, chưa có bất kỳ lệnh trừng phạt quốc tế nào đối với hoạt động buôn bán nhiên liệu hóa thạch với Nga. Tuy nhiên, một số chính phủ hiện đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga. Về cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, Khodorkovsky nói, để Putin trở nên nghiêm túc với các cuộc đàm phán này, ông ấy phải nhận ra rằng ông ấy đang mắc kẹt ở Ukraine.
Sau một tháng chiến tranh, ông ấy đã hiểu rằng không thể có giải pháp quân sự ở đây và cần có một nỗ lực để chuyển sang một quá trình đàm phán thực sự. Khodorkovsky gọi Putin là một tên côn đồ. Các quan chức Mỹ và Âu Châu hôm thứ Tư cho biết họ tin rằng ông Putin đã bị lừa bởi các cố vấn, những người quá sợ hãi khi nói với ông rằng cuộc xung đột ở Ukraine đang diễn ra tồi tệ như thế nào. Kate Bedingfield, giám đốc truyền thông Nhà Trắng, nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo, "Chúng tôi có thông tin rằng Putin cảm thấy bị quân đội Nga đánh lừa. Điều này đã dẫn đến căng thẳng dai dẳng giữa Putin và giới lãnh đạo quân sự của ông ấy. Chúng tôi tin rằng Putin đang bị các cố vấn của ông ấy thông tin sai về hoạt động của quân đội Nga tồi tệ như thế nào và nền kinh tế Nga đang bị tê liệt ra sao bởi các lệnh trừng phạt, bởi vì các cố vấn cấp cao của ông ấy quá sợ hãi khi nói với ông ấy sự thật." Điện Cẩm Linh hôm thứ Năm đã bác bỏ những tuyên bố này, nói rằng chúng là bằng chứng cho thấy Bộ Ngoại giao và Ngũ Giác Đài không có thông tin thực sự về những gì đang xảy ra ở Điện Cẩm Linh. Phát ngôn nhân của Putin, Dmitry Peskov, nói với các nhà báo, họ không hiểu Tổng thống Putin, họ không hiểu cơ chế đưa ra quyết định và họ không hiểu phong cách làm việc của chúng tôi. Khi được hỏi liệu Putin có phát động cuộc chiến tranh này dựa trên những giả định sai lầm về khả năng quân sự của Nga và xã hội Ukraine hay không, Khodorkovsky nói, tôi hoàn toàn tin rằng lần này Vladimir Putin đã dựa trên một lượng lớn thông tin sai lệch cả về tình hình Ukraine cũng như điều kiện của lực lượng vũ trang của riêng mình. Gọi Putin là côn đồ, Khodorkovsky nói, bất kỳ nỗ lực nào để đạt được thỏa hiệp với loại đàn ông đó mà không cho ông ta thấy sức mạnh trước đều là một sai lầm lớn. Nó chỉ kích động ông ta tiến thêm một bước về phía một cuộc tấn công. Bộ trưởng Quốc phòng Anh tuyên bố gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết Anh và các đồng minh đã đồng ý gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine để giúp bảo vệ Ukraine trước sự xâm lược của người Nga. Bộ trưởng Ben Wallace cho biết như trên sau khi tiếp đón hàng chục đối tác quốc tế tại hội nghị các nhà tài trợ quốc phòng thế giới lần thứ hai cho Ukraine. Sẽ có nhiều viện trợ quân sự hơn cho Ukraine do kết quả của ngày hôm nay. Một số quốc gia đã đưa ra những ý tưởng mới hoặc thực sự là có nhiều cam kết về tài chính hơn. Khoản viện trợ sẽ bao gồm việc cung cấp các hệ thống phòng thủ bờ biển và trên không, pháo tầm xa và các lực lượng pháo phản lực, xe bọc thép cũng như hỗ trợ đào tạo và hậu cần rộng rãi hơn, ông Wallace nói thêm. Hội nghị các nhà tài trợ hôm nay thể hiện quyết tâm của cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ Ukraine trước hành động xâm lược bất hợp pháp và vô cớ của Tổng thống Putin bằng vũ lực của Nga. Chúng tôi đang tăng cường phối hợp để tăng cường hỗ trợ quân sự và bảo đảm các lực lượng vũ trang của Ukraine phát triển mạnh mẽ hơn khi họ tiếp tục đẩy lùi các lực lượng Nga. Mạc Tư Khoa gọi cuộc xâm lược mà nước này phát động vào ngày 24 tháng 2 là một cuộc hành quân đặc biệt, nhằm phi quốc xã hóa và phi quân sự hóa nước láng giềng. Ukraine và phương Tây đã bác bỏ như một lý do vô căn cứ cho chiến tranh. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Tiệp phản ứng trước yêu cầu của Putin bắt thanh toán khí đốt bằng đồng rúp Nga. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Tiệp Joseph Sikela cho biết, Âu Châu không thể để mình bị tống tiền bởi các điều kiện của Tổng thống Nga về thanh toán khí đốt. Vladimir Putin đã quyết định leo thang hơn nữa cuộc chiến kinh tế với Âu Châu. Chúng ta không thể giúp ông ấy né tránh các biện pháp trừng phạt chống Nga theo cách này. Ngược lại, chúng ta phải yêu cầu các hợp đồng hợp lệ phải được duy trì. Ông cũng cho biết các chuyến hàng khí đốt từ Nga đến Cộng hòa Tiệp vẫn ổn định. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.